Rồi, chào anh em, chào các bác nha. Thì hôm nay em test luôn cái con Sony Cassette K333SA để cho bác thấy nha. Các bác khách hôm qua này có bác khách yêu cầu mà không có thấy chi tiết. Thì cái con tích V9000 thì nó đã có chủ rồi nha. Thì hôm nay em test con để cho anh em thấy nha. Con này thì mặt vàng nhôm, phay nhôm màu vàng, hai hồ gỗ hai bên. Đối với những con cassette này chúng ta lưu ý là anh em có thể làm rề, chức năng làm rề được nha. Chức năng làm rề được, có nghĩa là chúng ta cắm đường lay in vào, chúng ta mở qua sụt này, em mở nhỏ lại ha, đó sụt nè, lớn nè, nhỏ nè, đó ha, nó chức năng rề. Và chúng ta khi mà thao âm thì chúng ta phải bấm qua cái chức năng này, qua chữ sụt này để chúng ta thao âm nhé, thao bằng nha. Đó rồi, chuyển qua tab ha. Đó. Với những con K3E 363SA này em bán cũng được mấy con rồi. À, con này thì đẹp, nói chung là tình trạng là máy rất là đẹp cho anh em chơi. Đây. Hát bằng ha. Đây. Tua bài cũng vậy nè, em bấm lấy bằng ra nè. Cái này nó xài điện tử anh em nha. Mình bấm ra. Đấy. Trả bằng luôn. Lay nè. Đây. Tiếng analog em này tiếng rất là dày dặn anh em nha. Đây. Và giá của test cho em thấy rất là ok. Và giá của em nó là 11 triệu đồng bao ship toàn quốc anh em nha. 11 triệu đồng bao ship toàn quốc. Rồi, đó là cái con các bác cần xem nha. Và tiếp tục thì hôm nay em về được dây loa, có hai mọi thứ có hai bộ thôi anh em. Đây cũng giới thiệu đến em luôn. Thì cái do là dây loa này là dây loa Vanderhill, hôm trước em về hai bộ ha. Vanderhill, con này đời này là cái đời Vanderhill MC ha. Đó, Vanderhill MCS 1122 ha. Headbed nè, mắc in EU nè em. Hàng này là hàng xịn chứ không phải là hàng dỏm anh em nhé. Và hôm nay thì em lên đầu rất xịn luôn, hơn cái đời trước em cho anh chơi. Đây. Bọc dây bọc Vanderhill luôn nè. Đó. Lên cái đầu xịn, anh em lưu ý cái đầu này là mạ đồng cao cấp nè, ở trong nó có cái lõi để giữ lại chứ không có giống như cái đầu rẻ tiền hơn. Đầu rẻ tiền em lên dây bên đây nè, nó không có lõi, cái này giúp cho cơ bóp không có bị bóp vô hẳn nè. Đầu này đầu xịn tiền, đầu xịn nha anh em, chứ không phải đầu giả hàng công ty nha. Trên đầu thì người ta có khắc logo của hát cái tên của hãng luôn nè, hơi nhỏ xíu anh em nha. Đó, em làm nét lại ha. Đó, anh em thấy cái dấu của chữ không? Đó, hàng cao cấp ha. Thì lên cái dây cao cấp thì mình chơi luôn, làm luôn cái đầu cao cấp, mỗi vế là 2,5 m, ở đây có hai bộ ha. Thì hai bộ hôm trước em bán rồi, thì hôm nay hai bộ này em về thì giá nó cũng là lên đầu rắc xịn luôn cho anh em chơi rồi. Cái dây này đầu đó là khoảng 500-550 ngày 1 m đấy. Đó là một mét, 5 m là đã hơn 2,5 triệu rồi nè. Đầu rắc cả triệu nữa ha, 3,6 triệu anh em nhé. 3,6 triệu đầu rắc xịn luôn, bao ship toàn quốc cho anh em nếu anh em chịu khoản đủ nha. Anh em ship quạt thì lưu ý chịu trước giúp em 20% nha. Ship quạt mấy cái dây này em không có bao đâu nha. Dây này là dây Vanderhill, đời này là đời xài khá cho anh em rồi, rất là ok. Những cái dây mà anh em mua 7-8 triệu, 9-10 triệu thì đem so với dây này đi, để qua một bên, hãy nói chuyện sau với cái ông dây này. Dây này là dây xịn công ty, dây hàng cao cấp chứ không phải là dây ba cái dây mà trôi nổi, dây Trung Quốc rồi lên rồi bán cao không được nha anh em nhé, em không có làm. Rồi, nói đến cái đó thì ở đây hôm nay em có một cái sản phẩm đây,
À, cũng khá là nhiều anh em chơi, hôm nay anh em yêu cầu em lấy về thì hôm nay em phải về về trước hai bộ cho anh em tham khảo nha. Đây là cái dây mông tơ MS 2.2 mà anh em hay mua đấy. Đó, anh em thấy ha. Mông tơ MS 2.2. Cái dây thì chắc ngon, to bằng ngón tay cái của em. Và cái lõi này nó lõi đây. À, cái lõi đồng nó một bên như thế, và đầu quạt chuối em lên sẵn mỗi một vé là 2,5 m. À, mỗi một vé là 2,5 m. À, mông tơ 2.2. Em không cần biết ở đâu bán bao nhiêu, nhưng mà tại shop em những cái dây này em bán là để kèm theo cho anh em và giá thành tốt cho anh em chơi, không có cầu đâu. À, ở đâu bán 1 triệu mấy hay 2 triệu gì đó em không cần quan tâm, nhưng mà giá tại shop em vẫn là dây mông tơ này thôi, 2.2, anh em thấy đấy, giá 1 triệu đồng bao ship toàn quốc cho anh em, nếu anh em chuyển khoản nha. Một vé là 2,5 m đó, có hai bộ về thử cho anh em. Anh em là ok. À, tiếp tục nữa thì hãy nhắn tin cho em, chốt hàng thì em sẽ làm thôi. À, chỉ có 1 triệu đồng một bộ thôi anh em nhé, 1 triệu thôi nha. Mông tơ MS 2.2 nha, M2.2S nha. Anh em lưu ý ha. Em thấy có nhiều nơi bán 1 triệu mấy, triệu mấy, triệu mấy, triệu rưỡi, triệu tám gì tùy, em không cần quan tâm. Em chỉ biết mình về tốt, mình bán giá tốt cho anh em chơi. À, lãi ít thôi, không cần nhiều. À, vui vẻ ha. Vậy mà cũng có những anh em á, chốt hàng chốt đã cho vui miệng, để hàng quay về nè, không nhiều lắm nè, hôm nay nhiều lắm nè, hàng quay về nè. Em để đó, em chưa có làm clip, để xong hết còn mấy cái nữa em làm clip luôn cho anh em coi nha. Đó ha. Anh em nào thật sự chơi thì mình phải có trách nhiệm với cái hàng mình đặt ha. Đó, em nhắc nhở nhẹ nhẹ thôi. Và cái dây monitor này đó, 2.2, giá tại shop em chỉ có 1 triệu thôi anh em nhé. Dây to đùng, anh em muốn dây to ngon hơn thì ngón tay cái em luôn nè. Đó, ngon to hơn con tay cái em nhé. Cái dây này em cũng đã cắt mét cho một anh khách quen ở Tiền Giang, em cắt rất là rẻ, coi như là cắt vốn cắt giùm anh luôn chứ không có lãi liếc gì đâu, tại vì mấy anh em cần thì mình hỗ trợ thôi. Và cái anh em thấy không, cái dây này anh em cứ nghiên cứu thị trường hết, cứ đảo qua một vòng xem giá chỗ nào tốt hơn em sẽ bán tốt hơn cho anh em chơi luôn đó. Còn dây này dây hàng công ty thì cũng có mức giá hết trơn nè, đầu có giá hết, anh em cứ tìm hiểu cộng lại giá ra, ráp ra công là nhiêu đó, mình bán đó mình kiếm công. Còn cái dây bên đây là mình kiếm ly cà phê uống cho nó vui vẻ ha anh em, từ ship này kia được dĩa cơm sườn với ly cà phê đấy. Rồi ha, 1 triệu đồng một cặp, anh em cứ tìm hiểu ha, 1 triệu mấy không, 1,5 triệu, 1,8 triệu tùy chỗ đấy. Rồi ha, tới đây thì em xin kết thúc clip, anh em nào yêu thì hãy phone cho em qua số điện thoại 0343612345. Xin cảm ơn anh em rất nhiều.